Chào mừng anh chị em đã đến với kênh Mr. Jin Pro Vlog, một kênh chuyên về những kiến thức về tài chính, những công cụ hỗ trợ cho chúng ta trong quá trình trade và luyện tập. Tôi rất mong là những kiến thức, những kinh nghiệm mà tôi đã từng vấp ngã thì mong rằng anh chị em mình sẽ không đi vào vết xe đổ đó, và thật sự là những công cụ mà tôi gửi đến anh chị em mình, những kinh nghiệm đó sẽ giúp anh chị mình tìm kiếm một kênh thu nhập tự động thật sự, tìm kiếm được một hướng đi thật sự là tốt cho cái chất lượng cuộc sống của mình thật sự nâng cao hơn. Ok, thì hôm nay cũng là thứ bảy hàng tuần, cứ đến thứ bảy hàng tuần thì xin chia sẻ anh chị em mình một vài kiến thức code, những gọi là sitcom đấy anh em. Những cái nhỏ như vậy thôi, thì cũng mong rằng là sẽ giúp ích cho chúng ta, những anh em nào mà không có kinh phí học kèm một kèm một hoặc là không có kinh phí học nhóm của mình, thì anh chị em mình cứ học cái này thôi là cũng đủ. Mình nói thật là mình cũng chia sẻ cũng khá đầy đủ trên đây rồi. Cái quan trọng là chỉ sợ anh em mình không có giải đáp được thắc mắc nhiều hơn nữa mà thôi. Chứ còn nếu mà anh em mình cố gắng tìm tỏi này kia thì vô tư chúng ta vẫn có thể làm ra được những con khá là ổn và có thể bay bổng được các chiến thuật của mình rồi. Ok anh chị em mình nhé, thì hôm nay mình xin làm tiếp cái chuỗi series về cái tập về indicator. Thì indicator thì tuần trước mình có làm cho chúng ta về cái tập clip nha anh em. Đó, thì tuần trước mình có một tập gọi là lập trình mũi tên cho sự giao cắt hai đêm hay là này đây. Đó là cho về RSI và MA anh em nhé. Đó, RSI và MA rồi. Đó, thế thì bây giờ mình đặt ra một vấn đề là liệu rằng chúng ta muốn nó báo về điện thoại thì mình sẽ làm sao anh em ạ? Đó, mình muốn báo về điện thoại là tin tin có lệnh rồi kìa bác ơi, đấy ví dụ vậy, có lệnh rồi kìa Mr. Jin ơi, kiểu vậy. Thì bây giờ làm cách nào? Thế thì ok, trước mắt thì để làm điều đó thì mình anh em mình hãy xem cho mình cái bài này trước. À, cái bài này trước đây, cái bài là báo về điện thoại. Đó, báo về điện thoại MT4, báo về điện thoại như tin nhắn đây, điện thoại mà gõ sai tiếng tả luôn, nhục thiệt. Đúng là thầy giáo toán là không liên quan đến tiếng Việt hay sao, nhục thế. Báo về điện thoại. Đó, báo về điện thoại như tin nhắn. Đó, thôi gọi thêm Mr. Jin nữa cho nó chắc nha. Mr. Jin Pro Vlog. Đó, thế nào cũng ra. Đó, hướng dẫn cách báo về điện thoại nè. Đó, smartphone này như tin nhắn điện thoại. Đó, ra luôn anh em nha. Thì đã mấy tháng trước mình đã đưa cái bài này lên rồi. Thì trước mắt thì anh em mình hãy xem cho kỹ cái bài này trước. Đó. Thì sau khi mà xem xong cái bài này rồi, anh em mình hiểu cách về là chắc chắn sẽ báo về điện thoại rồi. Thì chúng ta sẽ làm theo cái bước đầu tiên là chúng ta sẽ chỉnh sửa trong điện thoại của mình những cái cài đặt như vậy đó. Thì khi mà chúng ta làm xong cái cài đặt đó rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu làm trong cái code như sau. Và để là mình muốn báo theo cái ý của mình, theo những cái clip này á, thì chúng ta phải báo theo cái indicator của họ, của khách hoặc là của đâu đó mình đào. À, chứ hoàn toàn không theo ý mình, hoặc là của hệ thống MQL5, MQL4 nó báo về. Chứ hoàn toàn là mình muốn thì mình phải, mình muốn lập trình là muốn báo theo nội dung của mình thì mình cần lập trình. Thế lập trình như thế nào thì chúng ta mình xem nhé. Chúng ta để cái tập 32 vừa rồi đây nhá, tôi sẽ để sang tập là 33 anh em ha. Tập 33 đây là báo về điện thoại. Rồi tôi về. Đây. Rename. Đó. Đó, tập 33 nha anh em, tập 33. Lập trình báo về điện thoại nha, lập trình báo về điện thoại như tin nhắn. Đó, điện thoại. Điện thoại như tin nhắn nha anh em nha. Ok. Đó, thì lập trình báo về điện thoại như tin nhắn này thì mình làm sao để làm để nó báo về điện thoại như tin nhắn. Thế thì bây giờ chúng ta cứ theo dõi hết clip này chúng ta sẽ thấy rõ hơn. Đó. Gì vậy? Đây. Đó, tập 32. Tập 33. Nó có bị hai lần nên ok, tắt nha. Ctrl D mình sẽ mở lại cho chúng ta. Đó, code Mr. Jin G. Trong indicator, xin lỗi. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể làm trong code nha anh em. Đó, chúng ta hoàn toàn có thể là làm trong robot, xin lỗi nha. Cái hàm này là cái hàm mà tôi chỉ hướng dẫn cho anh em trong indicator thôi, chứ thật ra hoàn toàn chúng ta có thể làm trong bot. Chúng ta ví dụ như vào lệnh báo thôi cũng được, hoặc là như thế nào đó, hoặc là thỏa mãn điều kiện một cái indicator nào đó trong robot nhé, báo về tôi cũng được, không nhất thiết phải là indicator. Đó,
Thế thì bây giờ theo như tôi lấy đúng cái bài indicator được trước mà tôi làm, đó là MA và RSI. Tôi giả sử là thỏi MA và RSI thì nó báo đây bằng, nó báo à, cái này là nó báo về điện thoại, đúng rồi anh em nha. Thì anh em mình xem bài tiếp theo, anh em muốn báo trên màn hình thì mình sẽ làm báo trên màn hình, còn bây giờ mình sẽ làm trước là báo về điện thoại. Ok anh em nha. Đó, thế thì bây giờ chúng ta muốn báo về cái điện thoại mình thì làm sao báo? Thì chúng ta sử dụng một cái hàm được gọi là hàm. Đó, ví dụ như cái hàm đó là cái hàm send. Send đây, cái hàm đây anh em nhé, send đó. Và chúng ta mở ngoặc ra. Và trong đây chúng ta muốn báo nội dung gì? Ví dụ tôi muốn báo nội dung như sau. Đóng ngoặc, chấm phải. À, bây giờ tôi muốn báo nội dung là có tín hiệu. Đi, anh em nhé, có nè. Có tín hiệu. Có tín hiệu à, đây là tín hiệu sale hay bài đây, tín hiệu bài của MA và RSI. Đấy, nhé Bitcoin. À, ví dụ vậy, nhé ông chủ dữ vậy. Đó, ok. Thì khi mà xảy ra tín hiệu này là nó sẽ báo cho ông ta. À, anh em hiểu không? Tương tự thôi, có tín hiệu sale thì chúng ta cũng làm cho ông ta y chang vậy thì nó cũng sẽ báo cho ông ta tín hiệu sale. À, ok. À, có tín hiệu sale. À, có tín hiệu sale. Đó, của MA vừa để ra nhé Mr. Vinh hoặc là nhé ông chủ hay gì đó vân vân. Đó, vậy thôi. Đó. Thế thì chúng ta chỉ cần đó bấm không lỗi nha. Vậy thì cái bài hôm nay tôi chỉ chia sẻ đúng đơn giản như vậy thôi, đó là chúng ta hãy dùng cái hàm là send notification này và chúng ta sẽ bảo vệ. Thế thì khi mà chúng ta muốn báo về giá luôn thì sao, hoặc là như thế nào đó thì sao? Đó, giả sử vậy. Bây giờ tạm thời tôi off cái này nha, tôi sẽ báo cái nội dung khác đây. Đó, tôi muốn báo nội dung khác thì như thế nào? À, rồi ví dụ như tôi muốn báo là có tín hiệu sale thôi, buy thôi, chứ đừng có làm gì cho nhiều. Buy, đó, mình sẽ ghi ở đây là RSI. Trong đây thì mình có thể không gạt cũng được nha, RSI MA, rồi hai chấm cái. Rồi bây giờ mình muốn là tại giá nào thì chúng ta sẽ gõ đây là string nha anh em, string. Và chúng ta là buy thì thông thường là tại cái giá hash và chúng ta nhập đó. Ví dụ vậy là nó sẽ báo cho ông ta là về điện thoại, báo bài cho ông ta đúng cái điện thoại đó. Ok anh em nha, đó là cách. Và thậm chí là ông ta muốn báo là cặp nào vậy, chúng ta phải rõ ràng, đúng không anh em? Chúng ta phải báo đó là cặp nào, chứ chẳng lẽ chúng ta để im như vậy thì chúng ta đâu biết cặp nào, đúng không anh em? Thì ok, thì chúng ta chỉ cần làm đơn giản thôi, và chúng ta gõ chữ symbol vào đây, symbol vào đây. Bản thân của symbol là nó là cái string rồi, cho nên là không cần phải bỏ string này nữa. String này là nó ép kiểu, bản thân của notification này là nó báo ở dạng string thôi. Đó, ok, không lỗi nha anh em. Đó. Đấy, ở đây mình thêm cái câu vui vui ở đây là ba em hay ở đây kia ông chủ chẳng hạn đấy. Kia ông chủ đó. Đó, hoặc ông vua ông gì đó tùy chúng ta. Đúng không? Cặp nào đấy, đúng không anh em? Cặp nào đấy và với giá tại giá nào đấy chúng ta có thể nhập vào. Đó, và để cho nó tránh không có bị dính chùm vô nhau thì chúng ta có thể cộng vô và chúng ta mở ngoặc đóng ngoặc và thêm một dấu cách vào đây nữa cho nó cách ra. Đó, ok nha anh em. Đó, bấm compile có lỗi không? À, không lỗi. Đó, kiểu đó như vậy là chúng ta hoàn toàn có thể send về cái điện thoại của chúng ta. Đó. Thì cách send như thế nào thì chúng ta hãy xem cái bài mà điện thoại mà nãy tôi vừa có gửi lên, chính là cái bài này nhé. Đó, bài này thì nó sẽ chúng ta lập trình như thế này rồi và chúng ta chỉ cần làm đúng với cái bài mà tôi nói nữa là nó sẽ ok. Đấy, kiểu nó như vậy. Đây mình có thể ghi ngắn thì cũng được nha, cái này tôi ghi dài cho nó vui thế thôi. Ok, thì đây là một cái bài báo về điện thoại. Rồi, cảm ơn anh chị em mình đã theo dõi kênh và mong rằng anh chị em sẽ chia sẻ kênh của mình nhiều hơn nữa để mình có động lực làm được nhiều hơn, tạo ra được nhiều giá trị hơn. Và mình mong rằng là tất cả anh em chúng ta đều cố gắng nỗ lực hết mình và mọi hành động của chúng ta thật sự là phải chuyên nghiệp. Dần dần thì cái chữ pro của tôi nó hoàn toàn có ý nghĩa. Pro ở đây không phải là giỏi nha anh em, mà là sự chuyên nghiệp mà thôi. Professional anh em. Và tôi muốn là mọi hành động trong tất cả cuộc sống của mình cũng vậy, tất cả là gọn gàng và chuyên nghiệp. Thì trong có của tôi cũng vậy, cũng muốn gọn gàng chuyên nghiệp để anh em mình dễ hiểu nhất có thể. Và cách hướng dẫn của tôi cũng làm cho anh em dễ hiểu nhất có thể thôi. Có thể là nó chậm và từng bước như vậy làm cho chúng ta có thể là hiểu hơn. Ok nha anh em. Và vậy thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn tập trung vào hàm send notification này mà thôi, và gửi về điện thoại. Rồi thế thôi. Rồi, cảm ơn anh chị em mình rất nhiều. Mong anh chị em mình là sẽ ủng hộ kênh của mình nhiều hơn nữa để tạo cho mình có động lực làm được nhiều hơn trong tương lai. À, anh chị em ha. À, ok, thì đây là một trong những bài về dạy code, về gửi về điện thoại. Thì trong MQL5 chúng ta cũng làm y chang vậy là được. Ok nha anh em. Rồi, bye bye anh chị em mình.